ơi, dạo này mấy bạn xem video mấy bạn không like gì hết. Trời ơi, chán cười luôn á. Không like như thế này thì động lực đâu mà mình ra video mới đây. Thiệt chứ. Trời ơi, buồn quá. Hay. Ok. Ok và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với Mini World. Yes, ok. Rồi thì hôm nay chúng ta sẽ làm gì ta? Nói chung là hôm nay chúng ta cứ vào trong map Mini World đi, rồi chúng ta đi vòng vòng, chúng ta chơi, chúng ta tham quan cái gì đó cũng được. Chứ giờ mình cũng chẳng biết làm gì cả. Mà dạo này không có video cho anh em xem cho nên mình làm đại luôn. Trời ơi, thôi mình đi ra ngoài để xem coi có cái gì chơi không, sẽ quay lại cho anh em xem nha. Ủa. Thôi, thế này mình làm sao đây Việt ơi? Trời ơi, đi ủa, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì mà hai người ngồi khóc vậy? Phong ơi, ở đây có mỗi miếng đùi gà mà có hai đứa anh trao chia vậy Phong ơi. Tào lao, tự nhiên có đùi cái đùi gà mà cũng khóc nữa. Mà có chuyện gì nói nghe thôi. Đây, vấn đề phụ ơi, vấn đề chính nè. Hôm nay, biết tin gì không? Biết tin gì? Bị chúng nó bắt đi vào lò mổ heo ơi. Hả, cái gì? Timmy đù bị bắt vô trong lò mổ heo. Đúng rồi. Trời anh em ơi, trời, thấy chưa, mình đã nói rồi, Timmy nè, không được đi ra ngoài, đi vòng vòng, người ta tưởng là con heo, người ta bắt vô trong lò, ta mổ luôn rồi, trời ơi, chết rồi. Ôi rồi, Timmy bây giờ làm cách nào đây, giờ chẳng lẽ giờ mình ngồi đây, phải đi cứu Timmy chứ anh. Ê, chẳng đi nè, trời ơi, lúc mà chúng nó mang Timmy đồ lên xe, nó còn để lại cho anh cái đẻ trẻ nữa, như kiểu lêu đếm mà bắt tao đi. Thế nhưng mà bây giờ nguyên con heo nó còn thịt được, nó còn dịch xông vô, nó thịt ăn vô thằng treo. Ờ đúng rồi ha, vịt mà nhào vô là nó làm thịt vịt luôn chứ phải làm thịt heo đâu. Thôi nhưng mà em không cần biết, chẳng lẽ bây giờ chúng ta để Timmy bị bắt như vậy, chúng ta phải cứu Timmy chứ trời. Vậy tao cứu. À thì cả đám mình đi cứu, ba đứa mình đánh bọn nó cứu Timmy. Ba đứa thì có khi thịt hai đứa còn lại nó tha cho mình, ở hợp lý. Tào lao nhét quá, vịt nhét quá, vịt thỏ đứa hả, giờ mình có đi cứu Timmy không? Đi. Ok anh em ơi, trời ơi, thì theo như Vịt nói thì Timmy đã bị lò mổ heo bắt rồi. Bây giờ mình với lại Timmy với lại mình với lại chị Camui với lại là Mr. Vịt phải đi cứu Timmy anh em ơi. Trời ơi, không thôi là bọn nó sẽ làm cá heo sốt cà nè, vịt nướng chui nè, rồi cà rốt nấu canh. Trời ơi, nó làm thịt hết luôn á. Thôi, đi cứu Timmy thôi. Ủa, giờ, cái này là cái địa chỉ mà người ta đưa hả? Ờ đúng rồi, trong nó sạch sẽ quá trời đất, giờ sao cứu? Trời ơi, rồi thì bọn mình đã chuẩn bị một số cái dụng cụ vũ khí rồi nè anh em, đây chính là giáo nè. Đó, thì bọn mình sẽ đi cứu Timmy, kỳ này là phải cứu được Timmy nha, không có Timmy là sẽ không có hero team. Phong, hả? Không phải cứu Timmy đâu, đi về đi, nó thịt Timmy thành thịt rồi nè. Hả? Timmy đã biết anh cũng tin rồi. Timmy ơi. Hả? Ủa, tào lao, giờ mình đi cứu thôi chứ giờ biết sao. Rồi hình như cái đường này nè, đi về đây. Và cẩn thận này là người nha. Thái Lan thì sao, thấy nó hình như nó thua bóng đá Việt Nam, nó cay cú sao nó bắt Timmy. Nó bắt Timmy luôn thiệt chứ. Ủa vịt đúng rồi, ăn thức ăn vô, những cái này hình như là giúp cho chúng ta mạnh lên nè. Ăn vô. Ăn vô nè. Kêu đúng đây là người Thái đấy kìa, tên chữ Thái nè. Thì đúng rồi, đây chữ Thái Lan mà. Đi qua đây, qua đây. Trời. Ủa chỗ này là cái gì, chỗ nào vậy? Em có không biết nó, nhưng hình như cái này là cái sào huyệt của cái bọn mổ heo á. Đi qua đây. Ủa cái này có cái gì nè vịt? À, tiếng bom, chạy, tiếng bom, chị cá mui đi ra. Trời ơi, cái bà cá mui này, bà thấy bơm mà không chịu tránh ra. Ủa cái này, ôi, nè, mình có cái xe nè. Phong ơi, trong này có chỉ nước máu nè. Ủa, có máu hả? Tào lao, cái này nước ép vừa hấu cho máu cái gì? Đi. Rồi, để em đi trước nè. Đi. Đặt vào đi, chứ sao? À, đi lộn đường rồi. À, tính ra mình đi ngược cái xe luôn á mọi người. Hợp lý. Ồ mình đang đi đâu, cái đường gì tối thui vậy? Ủa tối quá. À đi đây xuống hố rồi. À cái này mà gặp ma thì đáng sợ lắm nè. Rồi. Ê mình ơi, cái nhà tù gì nè. Ôi vịt ơi, vịt ơi nè. Cái này là cái bọn mổ heo đúng không kìa, nó cầm cái cây rìu kìa, hình như nó sắp mổ thịt Timmy rồi vịt ơi. Ê xong vô cứu Timmy đi. Ok mở cửa nha, mở cửa xong mọi người xong vô liền nha. Mở cửa ra đi. Ê vô nó đánh vịt kìa vịt. Tấn công nó. Nhảy vô. Mày ui nó phóng em kìa mày ơi. Trời ơi bọn nó bự quá. Trời ơi bình tĩnh. Trời ơi nó dí vịt kìa, nó dí kìa. Dí nó. Mày hả? Kêu. Trời ơi bà cá mui bả nhào vô một đám luôn kìa. Trời ơi từ từ quýnh từng đứa thôi. Ba người quýnh chung một đứa đi cho nó nhanh. Ơi vịt có cái gì phóng không anh? Để mình lấy anh phóng đó. Mày nè, thả Timmy ra.
Phóng nè, phóng nè, giết nó mà. Phóng đánh nó, đánh nó, chết nè, chết, chết nè. Ê, okay, okay. Ơi, đánh lại đúng rồi không trời. Không không, nó không, nó không đánh, mình không có đánh, đánh chúng đồng đội đâu. Giết nó, giết nó, nó đánh mình kìa. Mày, đánh mình hả? Ôi, nó phóng, nó phóng, nó phóng, nó phóng, nó phóng, nó phóng. Trời, phóng, phóng á, phóng á. Đánh á, đánh á, đánh á. Đánh cái thằng này, cái tướng nó bự quá đây. Hả? Kim, ê, ê, ê. Ôi, giết nó, giết nó, giết nó. Quay, 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 quay. Ôi, cái con này là con bự nhất nè, giết, giết con bự nhất nè, vịt, 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 giết con bự nhất nè, anh phụ em giết con bự nhất nè, vịt. Mày, 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 mày đi. Mày, 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 chết đi, chết đi. Ôi, cái này như là chùm hay sao không? Giết nó đi anh còn đứng anh nhìn nó. Trời ơi, trời, nó giết em nãy giờ nè. Trời ơi, trời ơi, anh giết là anh giết mấy con lâu la quá trời đất luôn á. Trời ơi, có lượm được gì không vậy? Ok. Ờ, đi em xem phải đi. Chẳng được gì cả. Rồi đi, rồi đi. Ok, đi qua, đi qua. Ôi cái chỗ này coi coi chừng nha mọi người, cái chỗ này gai. Ôi, không á. Nghe tiếng đáng sợ quá hả? Ui gai gai. Tôi đang luôn bữa, mình coi chừng cái đâu, chấm vô gai sao trời. Ây da, ây da. Ủa, ăn liên tục, ăn liên tục, ăn bánh mì liên tục gì đây? Ăn bánh mì liên tục, ăn luôn, chạy luôn, chạy luôn, chạy luôn. Ê. Ok ok, hợp lý, hợp lý. Okay, qua. Ui, bên này nó có cái gì nè vịt, hình như là cái này là kiếm nè vịt, kiếm nè, kiếm nè. Ui, kiếm, quá kiếm, trời luôn. Trời ơi, thèm vào cái dìu, trời ơi, thèm vào cái dìu. Ôi có kiếm này, trong đây có căn phòng. Ôi đông quá, đông quá, đông quá, từ từ vịt ơi, có đông lắm kìa. Nhặt được đá cần dùng cung bắn. Ok, chuẩn bị nha, chuẩn bị vô. Mày, mày, mày. Ôi, đông quá vịt ơi, đông quá. Trời trời trời. Đông quá, xíu luôn luôn. Nó có cái xác kìa. Trời ơi, trời 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 trời. Ê mọi người tập 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 trung giết mấy cái con mà quăng 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 giáo trước đi. Mấy con quăng giáo nó quăng mình đau lắm luôn á. Mày mày mày. Quăng giáo, quăng giáo nè. Quăng giáo. Ôi ôi ôi. Ôi trời 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 trời. Chết 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 chết. Hả hả sao sao? Chị Camu mặc giáp vô. Sao ạ? Ôi, vết nó đánh vết kìa. Biết rồi. Mày 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 nè. Trời trời trời. Đang dùng vết á ở trong trong người luôn luôn á. Mày nè, mày nè. Mày nè. Mày nè. Mày nè. Nhớ nhớ nha, ăn bánh vô để hồi máu nha. Nhớ nhớ nha, ăn bánh vô để hồi máu nha, coi chừng nha, cẩn thận á. Ăn bánh vô để hồi máu cả, ăn hamburger để tăng đam nha. Ôi vậy đây, hình như là cái con quăng giáo trong này nó spam ra ra quái dịch với cái con trong này nè, vậy đây. Trong này giết trước nè. Con đâu con nào? Mày, con này nè, con giữa đây nè. Mày. À có chùm 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 đúng không? Ok, giết nó rồi, giết nó rồi. Còn đánh chị ca môi nè, đánh ca môi nè, đánh ca môi vậy. Dám đánh ca môi vậy, đánh ca môi rồi. Ờ nó chết rồi. Ôi vậy có nước đổ xuống cái chân, cái chân. Ôi. Ui, sao cái nước đổ xuống kia vậy? Ôi, hình như trên đó có một cái con đường như sao á. Phải bơi lên hay sao ấy. Ok, bơi lên. Hình như là Timmy bị nhốt ở trên đây nè. Đi bơi lên mọi người, nhanh lên. Lên kiếm Timmy đủ coi. Ủa sao bơi đâu vậy? Thì từ, phải bơi lên từ chứ. Ôi này, nó cái cục này để nó đẩy mình lên nhanh nè. Đứng vô cục này. Ồ, lên nhanh vậy. Yes, rồi mình lên tới nơi nè anh em. Rồi chị Camu lên tới nơi luôn rồi nè. Về đâu, bơi lên. Từ từ, người ta chân ngắn, người ta đạp nó không tới. Con vịt gì đâu mà bơi chậm gì vậy? Ở nè, con nó vừa ngủ nè. Vịt ta biết bơi chứ không biết lặn nha. Ok ok, rồi bây giờ ở chỗ này, chỗ này. Ôi, vịt quay cháy nắng luôn, nhảy xuống đó gì vậy? Thành vịt nướng rồi. Anh định test, anh định nhảy thử lên trên này. Rồi trên này người ta chặn block rồi, không phải bắt được, phải nhảy bên kia à? Ờ, phải mình phải bắt cua. Mình phải bắt cua qua. Nhảy à. Qua đây. Cực thịnh với vịt đó. Ok, để xem coi. Phong ơi. Sao? Kho báu nè. Ủa, có kho báu hả? Wow. Giáp kim cương đồ nè. Ôi trời ơi, lần giáp sắt. Trời ơi, quá trời luôn, lấy hết. Đừng cho ông vịt lấy, trời ơi. Đúng rồi. Rồi, chuẩn bị chưa? Qua đây. Bấm nút. Ok, tiến lên. Giết bằng nó, cứu Timmy. Mày nè, trời ơi mấy con này. Ôi vịt ơi, cái con này nó quăng giáo là nó có thể spam ra quái đó, coi chừng đó nha. Con này nó quăng giáo là nó có thể spam ra quái á. Giết mình giết nó trước đi. Mày nè, thả Timmy đồ ra. Timmy đồ là không thể nào mà mày kho tiêu được đâu. Timmy đồ là phải nấu thịt kho hộp vịt đó mấy con. Mày. Trời ơi, thì tính như thế là thầy Phong tính anh đồng đội luôn hả? Không, ok rồi. Em giết được. Ôi két đổ xuống kìa, coi chừng nha. Ô, con bên ngoài này nè. Còn con to nữa nè. Ôi, còn con to. Ôi, tự nhiên mấy con quái vật ở đâu trên đầu nó rơi xuống nhiều vậy? Con to nè. Ôi, có con quái vật con kìa. Ôi, hai con quái vật con luôn, nó chịu hồi ra được mình đi. Coi chừng nha, đập nó. Mày. Nó chết rồi kìa. Ôi, ở trên này có cái cần gạt nè. À, nó mở cái cầu thang anh em ơi. Vậy chúng ta sẽ leo đây. Ủa, chỗ này bị chặn rồi.
Thì chẳng ơi, không gạt cái cần kia được. Ủa làm cách nào để gạt được cái cần đó? Còn cổng khác, còn cổng khác. À, chỗ này cần phải bắt cua hả? Để em bắt cua anh thử coi. Này, bắt cua lên nè. Thôi chúng ta phải cố gắng vượt qua cái này để còn cứu Timmy đó mọi người. Không có Timmy là coi như là hero team sẽ thiếu một thành viên. Rồi quá được rồi nè. Yes. Rồi nhảy qua đây đúng không? Trời em lên được rồi nè, Bây giờ chúng ta làm cái gì? Có gì trên đây không? Thì xem trên này có cần gạt được không? Để em xem. Có cái cần gạt là để mở cái này. Ờ có nè. Gạt. Ok mở rồi kìa. Rồi đi vào. Gạt cái cần này. Rồi sao? Ủa rồi sao? Rồi sao? Ôi, cái gì nó mới nổ à? Nó nổ. Ôi, nó nổ ra một cái hố bự quá mình ơi. Nhảy anh mày nghi vô. Đây okay, gọi là thử thách nhảy xuống hố sâu 1000m. Ok, nhảy xuống. Ai à? Ôi, tự nhiên không nó nổ một cái hố đúng bự luôn á. Nhảy xuống nè. Rồi, qua đây. Ok rồi. Mình đi đâu nữa? Đi qua đây. Trời. Ôi. Rồi tiếp tục lượm ngôi sao nè, rồi ngủ. Ok, lại hình như lại tiếp tục phải bắt cua nữa rồi. Nhảy qua mọi người, nhảy lên. Lại một cực hình với việc quay. Rồi, chị cả mùi té. Đâu, cả mùi sẽ không chết đâu. Nhảy qua đây, ok. Nhảy qua đây. Ok, rồi qua được rồi. Thôi, em nói thiệt nha. Không biết cái sào nguyệt này bọn nó rộng cỡ nào. Mà nó bắt có mỗi Timmy mình tạo ra cái sào nguyệt bự vậy luôn á trời. Hình như là Timmy đắt giá lắm sao. Trời ơi. Đây là mình chạy nuôi heo khổng lồ á. Đúng là thịt heo thượng hạng. Timmy thật là đắt giá. Ok, để chỗ này mình thấy ngõ cụt nè. Giờ mình thì nó rẽ qua đâu nữa. Ok, đây mới còn này. Ây da. Ok, rồi em lên đường rồi nè. Ôi, ngủ, ok. Lý. Wow, phong bạo nhảy hay quá. Ui, nó mở ra kìa. Cờ mở lên kìa. Ôi, hình như cái kia là cái chuồng heo và đây, cái này là cái chuồng heo nè. Bọn mình nghĩ là bọn mình phải kết thúc video tại đây thôi. Thì mà trong tập sau bọn mình sẽ tiếp tục đi cứu Timmy nha anh em. Chứ bây giờ thì bọn mình nghĩ là bọn mình không thể nào mà đi tiếp được nữa rồi. Bởi vì là bây giờ bọn mình đã quá mệt rồi. Bạn nào muốn mình cứu Timmy hãy để lại bình luận cho mình biết nha. Ok, và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, yêu anh em phải nói tạm biệt. Đừng quên đăng ký ủng hộ cho các thành viên trong team Hero nha. Bye bye mọi người.